Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mi Sơn Thiện. Anh Nhân Haseo, Mi Sơn Nim Vita. Quay trở lại phần 31 ngày hôm nay đó quý vị, vì có rất là nhiều người khán giả yêu cầu muốn là Mi Sơn bình luận về cái câu chuyện của anh nghệ sĩ Kim Tử Long nha quý vị. Thì cái phần 31 ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về câu chuyện của anh Kim Tử Long. Và cái thứ hai nữa thì tôi sẽ chia sẻ về chung quanh cái vấn đề mà kiện tụng tranh chấp của em Hồng Loan hiện tại bây giờ nha quý vị. Rồi thì đầu tiên phần 31 á, thì tôi xin chia sẻ vì có một cái vị khán giả gia đình rất là nghèo khổ quý vị, mà có con rất là nặng cho nên là không đủ khả năng để mà lo chạy chữa cho con. Vì vậy muốn nhờ Mi Sơn kêu gọi đến cộng đồng. Thì đây là cái thông tin của cái vị khán giả mà nhờ tôi muốn chia sẻ để mà giúp đỡ cộng đồng mạng, nếu như có yêu thương hoặc là cảm thấy được thì đóng góp cho 10.000, 20.000 gì cho thẳng vô trong tài khoản của mẹ của em để cho gia đình lo chăm sóc cho em nha quý vị. Thì một cái trường hợp của một người bệnh như sau. Em bệnh nhân tên là Phan Thí Liễu, mẹ là Trần Thị Đát. Địa chỉ khu phố Gô, Thiền A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Con của chị là bị nhiễm trùng máu, tràn dịch phổi, suy tim cấp độ 3. Gia đình đi làm thiêu nên không có đủ khả năng chạy chữa. Nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho con chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Tôi không có số tài khoản ngân hàng, mà chỉ có số tài khoản ngân hàng của con trai. Số tài khoản của con trai là Phan Linh Tuân, ngân hàng Agribank. Số tài khoản là 6615-2810-05785. Thì dưới đây tôi có kèm theo cái hình ảnh của cái em này nha quý vị. Đây, em ấy nè quý vị. Rồi, mẹ là chị Đát ngồi kế bên nha quý vị. Thì cái trường hợp này thì chị năn nỉ quá, cho nên là nhờ tôi đưa lên thông tin này để kêu gọi những mạnh thường quân nào để mà giúp đỡ cho gia đình của chị. Vì gia đình rất là nghèo khổ, không có đủ khả năng chạy chữa cho con. Thì là con bị bệnh nặng như vậy đó quý vị. Thì hả, mọi người có yêu thương thì chuyển bao nhiêu cũng được, đó là tấm lòng. Và số tài khoản này là số tài khoản của con trai chị ấy nha quý vị. Thì chuyển thẳng vào số tài khoản cho gia đình luôn, cho nên không có qua Mi Sơn đâu nha quý vị. Cho nên mọi người thông cảm và cũng đừng có nghĩ rằng là đây là Mi Sơn kêu gọi nha quý vị. Vì thật sự ra là trên kênh thì Mi Sơn không có đưa ra những cái kêu gọi như thế này. Nhưng vì là chị ấy năn nỉ quá là xin giúp, là tại vì gia đình hết khả năng rồi, không còn cái đường nào nữa, thì chỉ có cái đường cầu cứu đến Mi Sơn, là kêu gọi đến mọi người để giúp đỡ cho gia đình thôi. Đó, thì mọi người cảm thấy cái trường hợp này mà mình có thể giúp đỡ được thì mọi người giúp bao nhiêu cũng được nha quý vị. Và số điện thoại Mi Sơn có để kèm ở bên dưới nha quý vị. Thì số điện thoại của mẹ em Liễu 0853 563 276. Gặp chị Đát là mẹ của em Liễu nha quý vị. Thì có gì thì mọi người cứ gọi điện thoại trực tiếp để hỏi thăm, coi coi là mình có thể là hỗ trợ được cho gia đình của họ bao nhiêu thì được bấy nhiêu nha quý vị. Rồi bây giờ trước tiên đi vào cái phần bình luận 31 đó quý vị, thì tôi sẽ trả lời vài cái bình luận. Vì cái phần 30 á, tôi có chia sẻ về cái luật nếu như mà bất hiếu sẽ không được hưởng cái tài sản thừa kế của cha mẹ mất để lại đó quý vị. Thì có vài cái bình luận để lại có cái ý kiến như thế này. Thì cái bình luận đầu tiên tôi xin chia sẻ đến tất cả quý vị và tôi sẽ trả lời những cái bình luận này. Xong rồi mình sẽ đi vào cái vấn đề chính của phần 31 ngày hôm nay nha quý vị. Thì cái bình luận đầu tiên nói như thế này. Chỉ khi nào người cha với lại mẹ có cái tài sản mà tuyên bố làm ra cái giấy tờ hợp pháp không cho người con đó thừa kế thì mới hiệu lực. Thì đúng rồi quý vị. Tại vì thường đa số ví dụ như là cái đứa con trong nhà thì dĩ nhiên là có đứa bất hiếu, có đứa có hiếu, đúng không quý vị? Thì chắc chắn rằng nói thì nói vậy thôi, nhưng cha mẹ lúc nào cũng thương con cả, biết rằng đứa đó nó không có hiếu, nó không thương mình, nó không chăm sóc mình đó, nhưng mà vẫn cho. Chỉ ngoại trừ ra là cha mẹ đó là làm cái di chúc trước, là cho những cái đứa con kia, cho những cái đứa con mà có hiếu á, rồi từ chối cái đứa con mà bất hiếu á, là không để lại cho nó. Thì chỉ duy nhất như vậy thì đứa con đó nó mới không có được nhận cái tài sản thừa kế của cha mẹ nó để lại mà thôi. Còn ngoài ra nếu như mà cha mẹ không từ chối mà có văn bản bằng pháp luật á, thì cái người con đó vẫn được hưởng bình thường nha. Rồi bình luận thứ hai quý vị. Mi Sơn ơi, luật sư này nghe Mi Sơn phân tích chắc luật sư này phải học lại luật rồi. Luật sư nó học ở trong rừng rồi Mi Sơn ơi. Thật sự ra vậy nè, không phải luật sư mà bào chữa cho bên cô Sáu, không phải là người ta không biết luật đâu. Mấy cái này người ta biết luật hết đó quý vị. Nhưng nếu như mà tất cả luật sư đều chọn những cái hồ sơ đẹp thì làm gì người ta cần tới luật sư nữa, đúng không quý vị? Ví dụ như là những cái mà sai phạm gì đó người ta mới cần luật sư. Rồi có những cái mà bất đắc dĩ dữ lắm người ta không hiểu luật
thì người ta mới thuê luật sư. Còn trong trường hợp mà mở văn phòng luật sư ra thì khách hàng nào đến cần thì mình bào chữa thôi. Tại vì họ đâu có bảo đảm rằng là tôi sẽ bào chữa cho anh chị thắng kiện trong vụ việc này tôi mới lấy tiền, đâu có đâu. Tất cả luật sư đều trả lời như thế này: tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy thôi, còn phí luật sư ban đầu, đầu tiên nó là bao nhiêu, bước thứ hai là bao nhiêu, bước thứ ba là bao nhiêu, thì dù thắng hay thua, cái tiền chi phí bào chữa luật sư cũng phải trả cho luật sư, thì mắc gì không nhận. Nếu như mà cứ kén chọn hỏi vụ này tôi không nhận đâu, rồi tôi nhận cái vụ khác, vậy luật sư đói làm sao? Làm sao mà có tiền để mà sinh sống, rồi thuê mặt bằng đồ này kia nữa quý vị. Thật sự mà nói là cái này luật sư họ biết hết, nhưng có một cái là họ vẫn nhận để bào chữa cho bên cô Sáu, còn thắng hay thua thì việc đó tùy. Vậy hà, chứ không phải là cái người luật sư đó không biết đâu quý vị. Cũng đừng có chửi người ta tội nghiệp, thiệt. Rồi bình luận tiếp theo nữa nha quý vị. Mission ơi, chị nghe nói có cái luật mới này mà không biết có thật hay không nè. Người mất để lại tài sản, không là chia cho ba mẹ và con, nhưng ba mẹ đó mất thì phần của ba mẹ đó để lại cho những người con khác, tức là anh chị em của người mất được hưởng. Mình thấy cái luật gì mà nó vô lý vậy, Mission tham khảo coi nha. Thì cái này đúng đó chị, không phải là vô lý đâu, nó rất là đúng theo luật. Nhưng mà thường trong cái trường hợp này đó chị, thì ít có khi nào mà người ta dành tài sản của anh chị người ta để lại lắm. Ví dụ như vậy, khi mà Mission mất xuống mà Mission không có để lại thừa kế, thì cái người mà được hưởng thừa kế thứ nhất là con trai của Mission nè, với lại ba mẹ Mission nữa. Nhưng mà ba mẹ Mission đã mất rồi, thì một phần mà để dành cho ba mẹ đó, thì cái phần đó của anh chị Mission được hưởng đó. Thường nó là như vậy theo luật. Nhưng ít có ai mà đòi tranh chấp về cái tài sản đó lắm quý vị. Tại vì anh chị mà nếu như mà người ta hiểu biết về đạo lý, không ai dành cái đó, tại tài sản đó của em mình, của anh chị em của mình, thì để lại cho con người ta hưởng. Theo luật á, thì ba mẹ được hưởng, nhưng mà thường ba mẹ cũng đâu có lấy tài sản của cháu nội cháu ngoại đâu quý vị. Người ta đâu có lấy, người ta cũng để lại cho cháu người ta hết hà. Nếu như mà ba mẹ đã mất rồi thì cái phần đó để cho anh chị em hưởng đó quý vị, thì cũng không có ai lấy hết. Thường người ta để lại cho cái người con của cái người đã mất. Ví dụ như là bây giờ Mission mất thì cái tài sản đó để lại cho con của Mission thôi, chứ má của Mission cũng không có dành. Mà dù là ví dụ như má, ba má của Mission mất rồi thì anh chị em cũng không có dành. Tại mình dành cái đó nó vô lý dữ lắm quý vị. Theo luật thừa kế nó là như vậy, nhưng với điều kiện là cái hàng thừa kế thứ nhất là con người ta nó không có, hoặc là Mission không có con, thì cái tài sản khi mà mất xuống rồi á thì dĩ nhiên là của chồng là được 50, đúng không quý vị? Rồi cái phần mà 50 của Mission á là chồng được hưởng một phần, rồi ba mẹ được một phần. Thì thường người ta sợ là con rể nó ăn hết, ví dụ như vậy, thì người ta mới dành cái phần đó để cho cha mẹ. Còn nếu cha mẹ mất rồi thì anh chị em ta lấy, tại vì ít nhất cái tài sản đó của em người ta mất để lại, đúng không? Còn này mình có con mà, có con thì khi mà mình nằm xuống thì người ta để cho cháu người ta, chứ ai mà anh chị dì chú bác mà nhảy vô dành cái vấn đề đó bao giờ. Nếu như mà thường người ta hiểu đạo lý đó quý vị, mình dùng cái từ là đạo lý, thì người ta sẽ không tranh giành về cái tài sản này. Chỉ có những người mà vô đạo người ta mới nhào vô người ta giành vậy thôi. Luật thì luật, nhưng ít khi nào người ta áp dụng để người ta giành cái phần tài sản mà nó không phải là của mình, nó của anh chị mình để lại cho con cháu mình. Vậy đó chị, vậy đó, cho nên là luật nó đã có từ lâu rồi, nhưng ở ngoài thực tế ít có ai áp dụng lắm chị. Thường là mất để lại cho con, chứ cha mẹ anh chị không ai dành hết trơn á. Rồi bình luận thứ ba nha quý vị, nói về cô Sáu nè, anh em của cô Sáu, chú Bảy đồ nè, vậy bất nhân bất nghĩa thì có được hưởng không? Tức là hỏi cắt cớ đó quý vị. Ví dụ như là bây giờ nói là Hồng Loan nó bất hiếu đi, nó không có chăm sóc cha nó, gọi là gì đại nghịch bất đạo, giống như cô Hòa Bình nói đó, thì nó sẽ không được hưởng cái tài sản. Vậy thì chú Bảy với lại cô Sáu với lại Hồng Phượng bất nhân bất nghĩa thì có được nhận cái tài sản đó hay không? Đó, hay, cái câu hỏi này rất là hay nha quý vị. Thì Mission cũng xin trả lời luôn nha quý vị, không nhận được cái cục kích đó, chứ ở đâu mà nhận nha. Trong trường hợp của anh Vũ Linh chàng đã coi, nếu như áp dụng vô cái luật mà nói là Hồng Loan nó bất hiếu á, rồi không được nhận cái tài sản đó, là cái hàng thừa kế thứ hai là em ruột với lại cháu ruột được hưởng đó quý vị. Nhưng mà trong trường hợp này nè, nếu như mà em ruột được hưởng là chỉ có nằm trong họ giỏ thôi, chỉ nằm trong họ giỏ thôi quý vị. Ví dụ như là Hồng Nhung họ giỏ được hưởng, Tiểu Linh họ giỏ, rồi Bùm Bùm họ giỏ, rồi Cu Mỹ họ giỏ được hưởng, còn Hồng Phượng họ Lê dục rồi, Hồng Phượng không có được hưởng đâu, xét vô trong cái trường hợp này đó. Nhưng mà có một cái là Hồng Loan nó không có lọt vô trong cái trường hợp đó quý vị. Hầu như từ xưa tới giờ luật của Việt Nam mình chưa bao giờ xử về cái vấn đề mà nó con bất hiếu không được hưởng đó quý vị. Trời ơi, nó phải nói rằng khi mà cái người con bất hiếu đó nó phải là chấn động trên cộng đồng mạng, giống y như cái vụ mà ở Long An tôi có đưa lên cho mọi người xem á, là một người phụ nữ chăm sóc mẹ ở nhà,
thì mẹ có một cái căn nhà mà lại không để lại cho bả mà để lại cho cháu ngoại đó. Thì nó lấy cái cây chổi nó quýnh mẹ nó tối tấp luôn vậy đó quý vị. Tại sao lại không để? Rồi ba cái rác rến á, hốt rác nó giục hốt đổ lên trên đầu của mẹ nó thì nó chấn động cả cái mạng này. Cho nên là người ta công nhận là cái đứa con đó nó bất hiếu, là nó không được hưởng đó. Còn Hồng Loan không phải. Tao nói mắc cười lắm quý vị. À, cô Sáu là đầu tiên, cô Sáu với lại chú Bảy mà nhiều khi mình nghĩ cũng mắc cười, giống nít thiệt đó quý vị. Đầu tiên á là tìm mọi cách nói rằng là Hồng Loan nó là con nuôi thì con nuôi sẽ không được hưởng. Thì cái mà âm mưu mà nói nhỏ làm con nuôi thì cái đó thua rồi, không có làm được. Cái bây giờ là chuyển sang qua là nhỏ đại nghịch bất đạo là bất hiếu đó, đem mấy cái bộ luật đó ra. Mà thật sự ra những cái bộ luật đó chưa bao giờ được áp dụng và sử dụng thực tế ở ngoài đời ở Việt Nam quý vị. Bộ luật thì có nhưng mà để đem ra áp dụng thực tế hầu như chưa có trường hợp nào đó. Thì bây giờ đem ra cái vấn đề, cho nên lý do tại sao mà cứ đứng trước bàn thờ chửi nè, rồi cái bà bán bún bò cũng chửi nhỏ bất hiếu nè, rồi cái bà mà hàng xóm nào đó cũng vô nói rằng là nhỏ bất hiếu làm cho ổng tức ổng đuổi đi, rồi xong cái đó là tới anh Thành Di Ta, rồi cuối cùng là bây giờ là tới cái cô Quỳnh Hòa Bình là dùng cái từ, ví dụ dùng từ bất hiếu nó còn nhẹ quý vị, nó dùng cái từ đại nghịch bất đạo, má ơi nó làm như trên phim vậy đó, giống như là trên phim vậy đó. Đại nghịch bất đạo mà biết cái câu đó nó nặng lắm không? Cái câu mà đại nghịch bất đạo là nó dữ dội dữ lắm luôn á, chứ là bình thường là người ta chỉ nói đứa đó mất dạy thôi, dữ lắm là nó bất hiếu thôi à. Chứ mà dùng cái từ đại nghịch bất đạo, trời ơi, cái từ đại nghịch bất đạo phải nói là nó mất dạy, phải nói là nó dữ dội lắm, người ta mới dùng cái từ đó. Là áp dụng vô, tìm mọi cách là bệnh viện hẳn chăm sóc, nó Nga chăm sóc hen, rồi không lo, rồi đám tang đồ này kia là không chịu lo đám tang, mà lại là lo ba cái giấy tờ sang tên. Ủa cái đó nó không có liệt kê vô đại nghịch bất đạo hay là bất hiếu cô Sáu ơi. Đó, thì bây giờ cái vấn đề đó họ đang nói là nhỏ bất hiếu á, là họ đang tranh tụng về cái vấn đề đó nha quý vị. Rồi sau cùng không phải là cái vấn đề mà dành tài sản mà để cho nhỏ trắng tay đâu, mà còn âm mưu kiện lên công an bằng mọi giá là phải ép buộc công an. Tại sao không xử lý cái vấn đề này, phải cho con Hồng Loan đi tù? Là vì là Hồng Loan là trộm tiền của bà cô Sáu là 8 triệu với lại 200 đô đó quý vị. Là bắt buộc dồn con nhỏ là ép nói công an. Tại sao không xử? Tại sao không đưa con Hồng Loan vào tù vì cái tội mà lấy 8 triệu với 200 đô của bả? Ghê lắm quý vị. Và đây tôi sẽ chia sẻ về cái video clip của em Ni nói như thế này nha quý vị. Khi mà tôi nghe cái này tôi cảm thấy là cô Sáu rất là rùng rợn. Phải nói rằng là Hồng Loan nó kín miệng lắm quý vị. Khi mà ai tới ví dụ như Phương Lê hay là chị Mi Sơn, còn Ni lại dạng kiểu như tới lui thân thuộc quá, rồi có thể là người này người kia nói bùm bùm cu Mỹ đầu nói đó. Chứ Hồng Loan không bao giờ nó nói chị ơi là cô Sáu vậy, cô Sáu kia, không bao giờ nó nói đâu quý vị. Hồng Loan nó rất là kín miệng đó. Cho nên bây giờ tôi mời tất cả mọi người nghe cái đoạn video clip này nha quý vị. Ý đồ của mẹ con bả là muốn con Loan đi tù nha chị. Em không có công khai lên cái chuyện